Con xin kính chào cộng đoàn, con xin được đọc cho cộng đoàn nghe một chia sẻ cũng rất là ý nghĩa. Bảy câu trả lời thật hay. Bảy câu trả lời thật hay. Câu thứ nhất, vật gì sắc bén nhất? Thưa, đó là lưỡi của con người. Lưỡi có thể dễ dàng làm tổn thương trái tim của người khác. Lưỡi là vật bén nhất vì lưỡi có thể làm tổn thương trái tim của người khác. Câu thứ hai, hỏi nơi nào xa nhất? Thưa, quá khứ. Cho dù chúng ta là ai, giàu có cỡ nào, chúng ta cũng không thể nào quay về quá khứ. Chính vì thế mà chúng ta hãy cố gắng sống thật tốt để bớt đi cái tiếc nuối của quá khứ nha. Giống như là con vẫn chia sẻ với cha phó của chúng con, mình có 4 năm làm cha sở, cha phó nhà thờ Cao Xá, mình cố gắng làm thật tốt đi để khi mà mình hết nhiệm rồi đấy, nhìn lại quá khứ 4 năm ở Cao Xá, chúng ta bớt đi những cái tiếc nuối. Nơi nào xa nhất? Quá khứ. Dù có giàu có cỡ mấy thì cũng không thể nào mà có cái phương tiện nào mà quay lại quá khứ được. Số 3, câu thứ 3, cái gì lớn nhất? Thưa, ham muốn là thứ lớn nhất. Nhiều người trở nên khốn khổ vì họ cho phép mình ham muốn thoải mái. Ham muốn là cái lớn nhất. Và để rồi chúng ta gọi là nô lệ cho những cái ham muốn, gọi là thái quá của mình. Số 4, câu hỏi số 4, cái gì khó và nặng nhất? Thưa, lời hứa là thứ khó và nặng nhất. Dễ nói nhưng cực kỳ khó làm. Chúng ta hãy cố gắng, giống như Thiên Chúa của chúng ta là đấng trung tín, Ngài nói là Ngài làm. Chúng ta cũng vậy đó, dù khó mấy đi chăng nữa thì những lời của Chúa nói chúng ta cũng cố gắng thực thi. Câu thứ 5, cái gì nhẹ nhất? Thưa, sự khiêm nhường là thứ nhẹ nhất. Người ta rất dễ lãng quên và rời bỏ sự khiêm nhường. Sự khiêm nhường rất là nhẹ và người ta rất là dễ bay ra khỏi tâm hồn chúng ta. Câu thứ 6, cái gì gần nhất với chúng ta? Thưa, cái chết. Câu này rất hay. Cái gì gần nhất với chúng ta? Thưa, cái chết rất gần. Nó là tất yếu. Tất yếu. Chết là tất yếu. Và có thể đến ngay lúc này, bất cứ lúc nào. Câu thứ 7, cái gì dễ làm nhất? Thưa, việc dễ làm nhất là làm người khác đau buồn. Thôi con cũng cố gắng không có làm cho ông bà anh chị em đau buồn đâu. Con cứ phải vui tươi, con cứ phải vui cười, không làm cho người khác đau buồn. Nó có một cái câu ngạn ngữ nói rằng là nếu mà khi bạn sống bạn làm cho người ta cười đó, thì khi bạn chết người ta sẽ khóc. Thương bạn. Nhưng mà khi còn sống bạn làm cho người ta khóc đó, thì khi bạn chết người ta sẽ cười. Con cũng cố gắng sưu tầm những cái bài báo, bài chia sẻ nó cũng rất gần với quý ông bà và anh chị em, để chúng ta qua đó chúng ta cũng trưởng thành hơn trong đời sống nhân bản cũng như là đời sống đức tin. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.